Còn hello nha anh em, em là Sam bên cửa hàng xe máy Cánh Thép nha anh em. Thì theo yêu cầu của anh em trên kênh YouTube chiếc xe máy review chiếc Edge 5 số 2 càng tem số 10 nha anh em, màu đỏ đen nha. Thì nay em loi ra review clip nhẹ cho anh em tham khảo nha. Được thì anh em mình chốt nha. Xe máy ok nè, đang nổ luôn, ra thì thầm anh Ti thì thầm luôn. Đó. Đứng ba bước không nghe tiếng máy nó tiếng nổ nha anh em. Thấy cái bánh xe nó rung rồi, đó. Máy đang nổ đó, cái đuôi nó rung lên nè. Nổ cái rẫm luôn nè. Xe thì áo sống rồi lạc khá đẹp nha anh em. Đó, tem này tem tem số 10 zin đeo xe nha. Đó. Tem zin đeo xe. Buộc còn cái thẳng rất đẹp nha nè. Ốc tán còn rất là ok nha. Đuôi tem zin rất đẹp ha. Xe này thì vỏ trước vỏ sau mới thay luôn anh em ơi, mới chát luôn nè, cái phắng này nè. Về anh em khỏi tốn tiền vỏ nha. Xe cũng rất là sạch sẽ luôn, cô gáo nha anh em. Ốc trắng ba luôn ha. Còn rất đẹp nha anh em. Trong áo còn khá đẹp nha anh em. Xe này 24 nha. Thì tem zin thì nó có trợ danh 5 tháng nha anh em. Đắt hay quá. Gấp sơn zin nó đẹp ha. Thẳng băng luôn. Áo đẹp. Đó. Rồi sau mới thay luôn nha anh em. Mới chát luôn. Nhưng trên đĩa còn ok nha anh em, không mòn nha. Máy quá dữ. Xe này thì chủ xe lên mẫu nha. Lên mẫu nhìn rất ngầu nha anh em. Lên mẫu thay bao da tay nha, gắn gù rồi nha anh em. Về anh em không thích thì gỡ mẫu ra. Khá đẹp luôn. Bình xăng lớn còn đẹp lắm nha anh em. Sườn còn đen thui luôn nha. Nè. Đó, số sườn cái máy rõ ràng ha. Đen thui luôn. Hè thì hay xét cái sườn này nha anh em. Đó, xe này chủ xài kỹ, nói chung là còn đẹp lắm, sườn còn đẹp lắm. Cô đang nổ garanti. Bị 68 Kiên Giang luôn ha. Mâm bọng là không có quanh nhảy nha anh em, còn rất là ok nha. Góc. Xe này chạy ở trong dơ nha anh em. Rửa ở trong đây thì khó rửa nha, hơi dơ nha. Lốc thì lốc zin nhưng mà có bắn nhẹ mấy chỗ nổ nha anh em ha. Như nổ nhầm nhầm á, có chỉnh nhẹ lại ha, hai bên có chỉnh nha anh em. Cổ vô thì bên em có sơn lại nha, có sơn chống cháy lại nha. Đỏ thì bên em đã xử lý sơn chống cháy lại nha anh em. Có xử lý sơn cổ vô cho anh em rồi nha. Về trắng bùng luôn nha. Ghép là xịn sò luôn nha ha. Máy nổ ốc hẻm. Giá 24 triệu nha nè. Xe máy móc bầu zin nha. Máy nổ rất chắc nha nè. Vỏ gai phắn luôn nha. Ở trước ở sau còn cái ok nha. Mới thay luôn. Đó, áo đường lạc không té ngã nha nè. Chạy tiệm nhâm nhâm thôi. Máy thì bên em bao zin cho anh em nha. Máy móc thì bao zin anh em yên tâm nha. Thắng. Nói chung xe khá đẹp nha nè. Đợi nhanh kèn hoạt động đầy đủ nha nè. Giống ngang giống giữa chưa bắn nha nè. Chỉ bên này đi sơn cái bô với xử lý à. Chỉ lo chờ cái hai lốc hai bên xử lý mấy chỗ nổ nhẹ nhẹ thôi nha nè. Còn gấp thì nước sơn zin nè. Rồi. Giá 24 triệu. Anh em nào hợp nhãn thì cứ alo cho bên em nha. Số điện thoại em 032 5555 330 nha anh em. Có để dưới phần miêu tả nha.
thì anh em cần đánh chi tiết cụ thể hơn thì cứ kết bạn inbox Zalo cho bên em ha. Rồi video hôm nay kết thúc nha anh em, hẹn các anh em cái clip sau nha. Rồi xin chào anh em. Bye bye.